Chị Dâu ơi, hôm nay hai chị em mình sẽ cùng chia sẻ một bí mật về làm sao để có làn da toàn thân trắng như tuyết đây. Nói trắng như tuyết thì hơi quá, nhưng trắng như trứng gà bóc là không thua kém nha. Dạ xin chào các bạn và quý chị em cô bác. Có một điều Dâu đảm bảo là khi quý chị em cô bác nào đã từng đến mỹ viện Minh Đan và đã gặp Dâu thì cũng sẽ thích ngay làn da body trắng mướt của Dâu. Và để có được làn da trắng như vậy thì Dâu đã làm như thế nào và đã chăm sóc ra sao thì Dâu sẽ chia sẻ ngay sau đây. Và quý chị em cô bác mình cứ yên tâm, làm theo thì rất là đơn giản. Và Yến cũng vậy, những chị em cô bác nào đã đến mỹ viện Minh Đan rồi thì chắc chắn sẽ thấy được làn da trắng mịn của Yến rồi nhé. Và bí quyết để có làn da toàn thân trắng mịn như vậy, Yến và chị Dâu đã làm gì, đã sử dụng qua sản phẩm tắm trắng nào, tất cả sẽ được chia sẻ ngay sau đây. Một làn da toàn thân trắng và thậm chí là trắng tuyệt vời thì không thể nào tự nhiên mà có được, mà cần phải biết cách dưỡng và cách tắm trắng thì mới đẹp được. Và đây là bí quyết của Dâu để có được một làn da body toàn thân trắng đẹp mịn màng. Bộ thảo dược tắm trắng Dan Spa độc quyền của mỹ viện Minh Đan, tắm là trắng và tắm là đẹp. Và khách hàng bên mỹ viện Minh Đan, những ai đã từng tắm trắng qua bộ thảo dược Dan Spa này rồi, chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ sự uy tín về độ trắng đẹp của nó. Và bộ sản phẩm này có giá là bao nhiêu, công dụng như thế nào, kết quả ra sao, cũng như là hướng dẫn sử dụng, Dâu sẽ chia sẻ ngay sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở bộ thảo dược này ra xem. Đây là bộ sản phẩm tắm trắng về nhà dành cho chị em phụ nữ bận rộn không có thời gian. Rất dễ sử dụng, chỉ cần mua về và sử dụng thôi. Bộ tắm trắng này tắm qua một lần, da mình bật tông từ 2 đến 3 tông da và không hề bị hở da. Và bây giờ Yến sẽ test trên cánh tay của chị Dâu bộ sản phẩm tắm trắng này sau 15 phút cho cả nhà xem độ bật tông trắng sáng như thế nào nhé. Và bây giờ thì trong thời gian chờ test sản phẩm thì Dâu sẽ hướng dẫn cho quý chị em cô bác mình bộ thảo dược tắm trắng tại nhà. Bộ thảo dược này gồm có số 1 là chai bột thảo dược tắm trắng và số 2 là chai sữa thảo dược tắm trắng và hai hũ kem bật tông kích trắng ban ngày và ban đêm. Và thêm nữa, khi quý chị em cô bác mình mua một bộ sản phẩm thảo dược tắm trắng Dan Spa này sẽ được tặng kèm một liệu trình ủ sữa non tại nhà để tăng thêm độ trắng sáng, bật tông và mịn màng cho làn da. Và hai chai thảo dược này chúng ta sẽ hòa lẫn lại với nhau và thoa lên khắp toàn thân chờ trong 30 phút. Và sau 30 phút tắm sạch, chúng ta sẽ thấy làn da của mình trắng lên gấp đôi và gấp 3 lần so với làn da cũ trước đây. Và sau đó chúng ta sẽ ủ thêm liệu trình sữa non 10 phút để tăng thêm độ trắng sáng, mịn màng cho làn da. Và đây là cánh tay của Dâu đã thử trong vòng 15 phút. Bây giờ chúng ta sẽ lau đi để thấy sự trắng sáng và bật tông của bộ sản phẩm này. Và nếu như da của Dâu và Yến đã trắng như thế này rồi thì sự bật tông chỉ lên từ 1 đến 2 tông mà thôi. Còn nếu như da của chị em cô bác nào chưa từng tắm qua hoặc là đã tắm qua nhiều sản phẩm khác rồi nhưng mà không trắng vẫn còn ngâm đen hoặc là da ngâm đen bẩm sinh thì ngay lần tắm đầu tiên sẽ bật tông lên và trắng gấp đôi, gấp 3 so với làn da cũ và đặc biệt là không bao giờ hồi da trở lại. Đây là da đã trắng rồi, tắm thêm để trắng thêm. Và đây là da ngâm đen, một lần tắm bật tông lên từ 2 đến 3 tông. Và sau khi tắm xong, mình sẽ sử dụng hai hũ kem body này. Ban ngày mình sẽ sử dụng một lần và hũ ban đêm mình sẽ sử dụng một lần. Chắc chắn chỉ sau 7 ngày có được làn da trắng hơn và mịn hơn. Và tiếp tục sử dụng hết hai hũ kem bật tông này thì da toàn thân của mình đã trắng tinh và trắng mượt giống như da của Yến và Dâu đây. Và bây giờ Yến sẽ thoa kem body trực tiếp lên tay của chị Dâu để cảm nhận độ thẩm thấu và bật tông của kem body này nhé. Bí quyết mà Dâu chia sẻ thật là đơn giản phải không ạ? Chỉ cần mua về và tắm tại nhà mà thôi. Và sau khi tắm đặc trị 30 phút
và dưỡng kem ngày đêm thì sau 7 ngày làn da chúng ta đã thay đổi và trắng lên. Tiếp tục sử dụng hết 2 hũ kem thì làn da sẽ càng trắng nhiều hơn nữa. Khi sử dụng bộ tóc trắng thảo dược Danspa độc quyền của Mỹ viện Minh Đan thì quý chị em cô bác mình yên tâm về chất lượng và uy tín, bởi vì thứ nhất, bộ thảo dược này được Sở Y tế cấp phép và sản xuất. Thứ hai, những thành phần có trong bộ thảo dược tóc trắng này rất cao cấp và an toàn cho làn da. Thứ ba, với Mỹ viện Minh Đan luôn giữ uy tín, đạt chất lượng, làm đẹp như những gì mình đã nói, nên quý chị em cô bác mình cứ yên tâm. Đây là thành phần công bố của bộ thảo dược tắm trắng Danspa, các bạn xem. Gồm có tinh chất sữa mẹ giúp làm trẻ hóa da và trắng da cực kỳ tốt. Thứ hai là tinh chất cám gạo làm trắng da chống lão hóa. Và thứ ba đó là tinh chất dâu tầm làm trắng da từ sâu bên trong tế bào. Và cuối cùng là alpha arbutin, dưỡng chất cao cấp giúp làm trắng da, ngăn ngừa đen da, sạm da. Các bạn chỉ cần lên Google tìm hiểu về hiệu quả và công dụng của các chất trên sẽ yên tâm sử dụng ngay. Đó là những bí quyết mà Dao đã làm trắng da toàn thân của mình. Da trắng mình diện đồ nào cũng được và da trắng sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Vậy quý chị em cô bác mình mua ngay về sử dụng để có được một làn da trắng. Và chi phí của bộ thảo dược tắm trắng Danspa này rất bình dân. Chỉ cần nhắn tin và điện thoại trực tiếp cho Mỹ viện Minh Đan sẽ được tư vấn ngay và đặt hàng. Và sau khi tắm trắng xong, mình chịu khó sử dụng thêm một tí kem dưỡng hàng ngày nữa thì chắc chắn bạn đã có làn da trắng đẹp ngay thôi. Và thật đơn giản chỉ với bộ thảo dược tắm trắng Danspa độc quyền của thẩm mỹ viện Minh Đan. Chúc tất cả quý chị em cô bác sẽ có một làn da trắng đẹp như ý. Giao và Yến xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách.